Lâu nay chưa gặp nhau đây, hay ta quên rồi nhau vậy? Nghe đâu lúc này bận lắm, chẳng đi chơi nhiều. Nhân đây chỉ kịp ăn tối, hôm nay quên tân rồi. Sao ta không gặp nhau cả lũ đi chơi, dù đi chơi mình sẽ xuống phố dọn dàng, ngồi ăn bánh xong uống trà, dẹp hết mấy thứ mệt nhoài làm u ám bao ngày qua. Đừng cứ kiếm cớ đòi về, cuộc vui phải chưa xong mà. Mình còn tăng hai và còn tăng ba, đừng về trước nha. Người ơi, người ơi, đừng về. Làm sao? Hey.